Hoạt động du lịch Bình Dương trong những năm qua đã và đang từng bước phát triển, cùng với cơ chế chính sách thông thoáng của tỉnh thu hút đầu tư, kết hợp với việc cải cách thủ tục hành chính của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước mạnh dạn đến Bình Dương đầu tư, phát triển du lịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 27 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, 743 doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch. Tuy nhiên, lượng khách du lịch đến Bình Dương chưa nhiều. Theo ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, hiện nay tỉnh không có nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Tỉnh cũng có những chương trình phát triển du lịch sinh thái gắn với vườn cây ăn trái, tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ tham gia cùng với 5 tỉnh đã ký liên kết hợp tác phát triển du lịch, thiết kế các tour tuyến liên tỉnh nhằm tập trung phát triển sản phẩm du lịch mới, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình kích cầu du lịch kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đến 5 tỉnh Đông Nam Bộ. Phấn đấu tăng tỷ lệ du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến 5 tỉnh Đông Nam Bộ và ngược lại, đặc biệt góp phần phục hồi nhanh ngành du lịch sau ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tỉnh Bình Dương là một trong 6 tỉnh của Đông Nam Bộ đã ký kết với nhau cái chương trình liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ mà do thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Thì phải nói đây là một cái cơ hội, một cái điều kiện là để cho cái du lịch của Bình Dương sẽ có cái điều kiện phát triển trong cái thời gian tới, đặc biệt là khi thực hiện cái chương trình liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ thì ở Bình Dương sẽ có một số cái tuyến du lịch mà do các cái công ty du lịch của thành phố Hồ Chí Minh rồi các cái đơn vị lữ hành là thiết kế. Để hiện thực hóa việc thực hiện liên kết phát triển du lịch với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương tiếp tục phối hợp với các đơn vị lữ hành, khai thác và phát triển tuyến du lịch đường sông trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để thu hút khách du lịch đến Bình Dương, nhất là khách du lịch quốc tế, đồng thời khai thác các khu du lịch hiện hữu cũng như các di tích lịch sử văn hóa, tham quan các làng nghề truyền thống, du lịch tâm linh, du lịch thể thao cao cấp, cũng như lựa chọn các hộ nhà vườn có vườn cây ăn trái trên địa bàn tỉnh xây dựng các điểm đến phục vụ khách đến tham quan du lịch sinh thái vườn. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh cũng đã ban hành những kế hoạch cụ thể hóa cái chương trình này, có thể nói đó là xây dựng những cái điểm đến, xây dựng những tour tuyến mà có thể là đảm bảo được cái lượng khách đến tham quan, nâng cấp các dịch vụ, rồi phát huy thêm các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn của tỉnh. Hai là kêu gọi các xã hội hóa, các nhà đầu tư vào mảng du lịch. Với những định hướng phát triển trên, du lịch Bình Dương cần tăng cường thực hiện chủ trương xã hội hóa trong quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và từng bước quảng bá xúc tiến ra nước ngoài, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN. Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch gắn liền với hình ảnh con người Bình Dương thân thiện, mến khách. Đẩy mạnh liên kết hợp tác với các tỉnh thành trên cả nước để thu hút khách đến Bình Dương. Ngoài ra, để du lịch Bình Dương phát triển trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, du lịch Bình Dương cần đổi mới nhận thức về phát triển du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, hình thành một số sản phẩm du lịch đặc thù để phát triển bền vững, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch.